Ok, hello, hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo của Máy Xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay em sẽ tiếp tục làm một video liên quan đến cái công trình mặt bằng. Hôm trước mình có làm cái video tầm 1 là mình đang san ở cái vế bên này này. Quay ra đây cho anh em xem đây. San ở cái đằng vế bên này này. Thì bây giờ cái vế đằng bên này thì mình đã san ok rồi. Đây anh em. Ra đến mép dây điện này. Đó, san ở đây đến mép dây điện. Cái này thì mình còn lưu còn trần nữa cơ, do nó là đất mượn cho nên nó rất là yếu, đất nó rất là yếu. Mình còn lưu còn trần nữa thì nó sẽ lún. Thì bây giờ là mình chỉ là gọi là làm sơ sơ thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục làm quay đến cái công đoạn này thì để cho anh em gọi là hình dung ra được những cái công việc, cái lượng công việc mà mình làm cũng như là cái cách thi công máy làm sao cho nó nhanh gọn mà hiệu quả. Đó. Thì lúc trước ở chỗ này nó là một cái cái chuồng lợn các bác nhá, cái chuồng lợn bỏ đi, nhưng mà bây giờ lúc đầu thì là bảo là để lại cái sỉ, nhưng mà bây giờ thì không để lại sỉ nữa thì mình đã quăng hết nó ra xuống dưới kia rồi, không ấy lại sỉ nữa, sỉ sẽ trở đi, à vứt đi, bởi vì là cái chuồng lợn thì nếu mà để mà là sau này cho vào móng nhà hay cho vào ấy thì cũng không được mà, nên là bỏ nó đi. Sỉ đây này. Cái đầu ngoài này thì mình sẽ để nó cao hơn để lúc mình lưu đi lưu lại cho nó nó phẳng. Đó, ở phía trên này nó có một cái dây điện cho nên là mình làm mình cũng phải hết sức là lưu ý. Tục vét cái chỗ này, xong sau đó là lát nữa nó hết bệ thì mình sẽ san dần ra, lấn nó ra đây một chút nữa. Bắt đầu mình sẽ xuống máy để mình lưu cái đầu đằng đầu này, chỗ nào nó thiếu thì mình sẽ bù vào, còn chỗ nào nó thừa thì mình sẽ gọt nó đi. Nói chung là cái này thì làm nó có sẽ có các cái công đoạn khác nhau các bác ạ. Nó là đất mượn thì mình sẽ làm kiểu khác, còn nó là đất củ mình sẽ làm kiểu khác. Củ làm nó kiểu là vừa làm vừa rút thì nó sẽ sạch và gọn luôn, thì nó sẽ ok, nó được luôn. Nhưng cái này nó là đất mượn thì mình lại phải lưu cho nó lèn chặt hết cỡ đi, xong bắt đầu là lúc đó mình mới làm một lần nữa nó mới hoàn thiện được. Đây anh em nhìn thấy cái bên này không, nó lún được khoảng 10 phân đây này, bởi vì cái máy của mình nó là 11 tấn thì phải. Đấy. Nó rất là nặng, không như kiểu là máy xích thì cái bề mặt tiếp xúc của nó rộng, nó cả cái giải xích nó tiếp xúc lên cái mặt đất thì nên là nó cũng dễ ấy hơn, nó dễ gọi là dễ cân bằng máy, với lại cái dễ nó dàn đều hơn đấy các bác. Còn cái bảy lốp này thì nó có 4 cái lốp này thôi. Mỗi 4 cái lốp này cho nên là nhiều khi là cứ phải là lưu lèn chán đi, xong bắt đầu lúc đó mình mới đến cái công đoạn là mình làm là cái gọi là kỹ thuật rút máy, kỹ thuật là san mặt bằng chuẩn. Đấy, về cơ bản thì nó đã chuẩn rồi các anh nhá, như này là nó đã chuẩn rồi, còn ra những cái chỗ thấp chỗ ấy này thôi. Lát nữa mình đứng ở bên này để mình làm cái vế mình vừa mới ở cái vế mà máy mình đang đứng đây. Đó, bây giờ sẽ lùi lại cho các bác nhé. Con này thì là số má thì nó phanh pháo nó bằng cần gạt thôi, nó không phải di chuyển, chỉ cần vào số xong là di chuyển là ok. Bây giờ mình sẽ đi ra cái góc này để mình lưu này. Mình sang sát mép này để với cái bên này cho nó dễ.
này lúc nãy là nó hơi cao này. Lên để lưu cho nó chặt xuống. Trước đang quay kênh máy xúc nhỏ còn vỏ trên đất thì nó bị tắt, nó nóng quá. Chuẩn ngay được. Nó là lái ngược các bác nhá. Nó lái ngược cho nên là vặn một hướng nó lại đi một hướng. Nếu mà mình quay cái đầu lại ấy, anh em nào làm quen thì anh em mới hình dung ra được. Chứ còn cái này nó khác ô tô. Ô tô là mình ngồi ở đằng trước xong mình nhìn về đằng sau, còn đây là mình nhìn ra đằng trước nhưng mà cái bánh nó lại ở đằng sau. Nó khác ở chỗ đó.
Này cần lưu không anh? Cái video này của mình khả năng làm đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Cái này thì nó cũng đã dần hoàn thiện rồi. Bây giờ mình sẽ lu như thế này. Xong sau đó là để chờ đến buổi chiều thì nó ok thì mình sẽ buổi chiều mình mới làm tiếp. Chứ bây giờ thì mình nghỉ về ăn cơm rồi. Đó. Thôi xin chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Ok, chào anh em.